chào đón các thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh đến với chương trình tạp chí giáo dục. Thưa quý vị, thời gian qua bên cạnh việc đảm bảo kiến thức cho các em học sinh, các trường học cũng đã quan tâm đến vấn đề tâm sinh lý, tìm hiểu, chia sẻ và giúp các em gỡ rối những trăn trở trong lòng để thêm mạnh dạn tự tin ở bản thân. Đây sẽ là nội dung chính của chương trình tạp chí giáo dục kỳ này. Nhưng trước hết mời quý vị cùng đến với mục thư viện thông tin. Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo ban giám hiệu các nhà trường theo dõi sát tình hình để có các biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và an toàn cơ sở vật chất trường học. Bên cạnh đó, phòng cũng đã chỉ đạo các nhà trường thường xuyên theo dõi, cập nhật, báo cáo thông tin, trường hợp cho học sinh nghỉ học phải làm văn bản báo cáo, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng khắc phục hậu quả kịp thời và có phương án hỗ trợ học sinh học tập, củng cố kiến thức sau khi mưa lũ kết thúc. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 2058 trả lời về việc xin chủ trương tổ chức dạy học 5 ngày trong tuần, nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật đối với cấp trung học cơ sở từ năm học 2024-2025, theo tờ trình số 326 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo để triển khai hiệu quả việc tổ chức dạy học 5 ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu đạt hiệu quả, cần ra soát, đảm bảo cơ sở, điều kiện khi triển khai, thời lượng học tập theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và phù hợp với thực tiễn. Xây dựng nội dung kế hoạch dạy học 2 buổi trên ngày trong các nhà trường một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch đề ra. Đến nay, cả 9 trường trung học cơ sở của thành phố Hà Tĩnh đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc và điều kiện triển khai thực hiện và đã bắt đầu áp dụng nghỉ học ngày thứ Bảy bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 năm 2024. Trước đó, các trường đã tổ chức rà soát, sắp xếp chương trình, lấy ý kiến cán bộ, giáo viên, phụ huynh và nhận được sự đồng thuận cao. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có kế hoạch số 1971 về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 với chủ đề Phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời. Tuần lễ được tổ chức từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024. Trong đó, lễ khai mạc sẽ diễn ra tại huyện Kỳ Anh vào ngày 1 tháng 10 năm 2024. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa sôi nổi nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể đối với việc phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy việc học tập suốt đời. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của việc tạo cơ hội bày tỏ, lắng nghe các em học sinh thể hiện quan điểm, nói lên suy nghĩ của mình là yếu tố quan trọng hỗ trợ giáo dục toàn diện, nhất là trong việc phòng chống xâm hại, bảo vệ, tạo môi trường an toàn học đường. Những năm qua, các cấp chính quyền, các trường học cũng như các bậc phụ huynh đã và đang có nhiều nỗ lực thay đổi trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con trẻ với phương châm lắng nghe điều em muốn nói. Bố mẹ ở xã thì em thấy thua các bạn, bố mẹ không quan tâm sản đủ được. Và em thường xuyên theo mấy người bạn đủ để cả trò chơi trên mạng khiến em mất tiền và em cứ thêm tiền vào thì sẽ mất, khiến em suy sụp và chán nản, không muốn đi học. Đó là lời tâm sự của một em học sinh tại trường trung học phổ thông Nghi Xuân. Khi đến với tổ tư vấn tâm lý của nhà trường, khi không thể giải bày, chia sẻ cùng ai. Bố mẹ đi làm ăn xa, không ai đốc thúc, quản lý, bị bạn xấu lôi kéo. Em rơi vào vòng xoáy chơi bời, bỏ bê chểnh mảng học hành, dù đang bước vào năm học cuối cấp. Sau nhiều lần vấp ngã, thua game, nhận ra mình đã sai lầm, em quyết định tìm đến với tổ tư vấn tâm lý học đường. Với sự chia sẻ, góp ý cùng cô giáo, em đã ổn định hơn về tâm lý, cảm xúc, cũng như mạnh dạn sẻ chia với thầy cô nhiều hơn. Tổ tư vấn tâm lý học đường đã phát huy được vai trò của mình khi là điểm tựa, giúp em cũng như các bạn học sinh khác gỡ rối và giải quyết khó khăn vướng mắc thầm kín. Tổ tư vấn đã nhận được hàng nghìn cái lượt chia sẻ từ các em học sinh và có những cái câu chuyện là với rất là nhiều những cái hình thức như là tư vấn công khai hay là tư vấn riêng thì có rất nhiều những cái câu chuyện là để lại cho chúng tôi cũng rất là nhiều những cái băn khoăn trăn trở. Cái thực sự rằng cái hoạt động tư vấn tâm lý ở nhà trường là một hoạt động hết sức cần thiết, nhưng mà
tính ở cái tính thực tế thì hiện nay là cái số lượng học sinh đến để mà dám trực tiếp mạnh dạn chia sẻ những cái khó khăn trăn trở của mình thì là chưa nhiều. Em mong muốn ba mẹ không cãi nhau, không nói to tiếng làm em tổn thương, và em muốn ba mẹ quan tâm chăm sóc em nhiều hơn. Em muốn chia sẻ rằng bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ rất nhiều, con cảm thấy rất tự hào khi được sinh ra trong gia đình của bố mẹ. Con biết rằng bố mẹ rất bận công việc nhưng vẫn dành thời gian cho con. Con muốn rằng bố mẹ sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn nữa và gia đình chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau. Đó là số ít trong rất nhiều mong ước, thắc mắc được các em học sinh chia sẻ tại diễn đàn Điều Em Muốn Nói tại trường tiểu học Liên Minh, huyện Đức Thọ. Trong không khí cởi mở, các em đã mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ, ý kiến của mình và được thầy cô, phụ huynh, các lãnh đạo địa phương chia sẻ và giải đáp về các vấn đề nóng đối với trẻ em hiện nay như phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích, giáo dục giới tính, vấn đề áp lực học tập thi cử. Tại diễn đàn, nhiều bậc phụ huynh không giấu nổi sự xúc động khi đã được trực tiếp lắng nghe những tâm sự, tình cảm, trăn trở của các con về tình cảm gia đình, sự kỳ vọng của bố mẹ. Việc mạnh dạn chia sẻ những tâm tư tình cảm luôn giấu kín trong lòng, giúp các em vượt qua những khó khăn, những băn khoăn để thêm tự tin bước về phía trước. Buổi diễn đàn giúp mẹ hiểu hơn về con của mẹ, chia sẻ được cảm nhận của con. Mẹ sẽ cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho con để xây lại tình cảm mẹ con. Mẹ mong có thêm nhiều diễn đàn để kết nối giữa phụ huynh với cả con với nhà trường. Ở mỗi cấp học, mỗi độ tuổi, các em học sinh đều có những trăn trở, những diễn biến tâm lý khác nhau. Đặc biệt, trước những áp lực học tập và các vấn đề liên quan đến đời sống, văn hóa ứng xử học đường, những năm gần đây, tình trạng bạo lực trong trường học đang có nhiều vấn đề đặt ra. Bởi thế, tổ tâm lý học đường, các diễn đàn tâm lý nếu phát huy hiệu quả sẽ góp phần tích cực trong hỗ trợ cũng như hướng các em có suy nghĩ đúng đắn, lành mạnh. Qua mỗi hoạt động, các em sẽ mạnh dạn sẻ chia, tìm ra phương pháp riêng để giải tỏa những áp lực, giúp các em lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống và học tập. Chúng tôi đã sử dụng rất là nhiều những cái hình thức fanpage, chúng tôi sử dụng những cái nhóm riêng, những nhóm nhắn riêng, hoặc là chúng tôi sử dụng trao đổi thông tin với những cái em học sinh mà gặp khó khăn nhưng lại không dám chia sẻ để tạo đến cái sự thấu hiểu và tin tưởng với các em. Thì khi mà học sinh cảm thấy mình được tin tưởng, rồi khi học sinh cảm thấy rằng thầy cô luôn luôn thấu hiểu và lắng nghe các em, thì lúc đó các em mới mạnh dạn để chia sẻ lại những cái khó khăn mà các em gặp phải. Có rất nhiều phương án để tiếp cận, giúp trẻ nói lên suy nghĩ của mình. Nhưng chìa khóa để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em chính là sự chân thành, gần gũi, sẵn sàng lắng nghe của thầy cô, cha mẹ sẽ dễ dàng nắm bắt được những vấn đề tâm lý, những khó khăn căng thẳng mà các em đang gặp phải, từ đó có giải pháp tư vấn, tháo gỡ. Trong quá trình dạy học thì giáo viên thực tế thì phải gần gũi học sinh, rồi xem học sinh giống như những người bạn của mình. Và để các em muốn nói ra những cái điều mà các em cần nói, lập một cái hộp thư điều em muốn nói để các em có thể là nói lên những cái điều của mình có thể chưa nói được trực tiếp, thì các em có thể gửi gắm vào đó có những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của chính bản thân mình. Để rồi là qua đó thì thầy cô, cha mẹ và những người xung quanh thì có thể là hiểu hơn. Nhà trường luôn quan tâm đến công tác tư vấn tâm lý học đường. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư vấn là những người tâm huyết, trách nhiệm, hiểu tâm lý học sinh, có chuyên môn, và xây dựng mạng lưới để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn của các em, để từ đó có những cái giải pháp kịp thời để tháo gỡ với các em. Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác tư vấn tâm lý mà tình trạng bạo lực học đường của nhà trường là không diễn ra. Các em đến trường luôn cảm thấy được chia sẻ, cảm thấy hạnh phúc. Bên cạnh đối mặt với những áp lực trong học tập và thi cử, học sinh ngày nay còn chịu nhiều cám dỗ từ mạng xã hội, đối diện với những vấn đề nảy sinh trong các mối quan hệ học đường mà không phải học sinh nào cũng có thể vượt qua. Vì thế, việc xây dựng các hoạt động trợ giúp tâm lý cụ thể và hiệu quả sẽ tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe tinh thần tốt nhất
để các em hình thành kỹ năng giải quyết các vấn đề, cùng nhau xây dựng môi trường học tập thân thiện, tạo điều kiện phát triển toàn diện trong các nhà trường. Vâng, thưa quý vị, lắng nghe những điều em muốn nói không chỉ là nghe, tư vấn, đưa các em cùng vào cuộc để đồng hành trong các hoạt động, mà còn tạo điều kiện để các em được thể hiện năng lực sáng tạo của bản thân. Cuối tháng 8 vừa qua, em Nguyễn Hà Vi, học sinh trường Trung học Phổ thông Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đã xuất sắc vượt qua hàng trăm bài thi trên khắp mọi miền Tổ quốc để vinh dự giành giải nhất cuộc thi sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Xung quanh nội dung này, chương trình đã có cuộc trò chuyện cùng em để hiểu hơn về cuộc thi cũng như những suy nghĩ của các em trong môi trường học đường. Trước hết thì xin cảm ơn em Nguyễn Hà Vi đã nhận lời tham gia chương trình Tạp chí Giáo dục hôm nay. Em có thể cho biết lý do vì sao em quyết định tham gia cuộc thi sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em? Bản thân em là học sinh nên em hơn ai hết. Em hiểu được vấn đề này qua sách báo, qua các kênh thông tin và qua chính thực tế trong cuộc sống. Em thấy bạo lực học đường xảy ra rất nhiều, hệ quả để lại rất nặng nề và nhiều bạn vẫn ngại lên tiếng. Vì vậy em muốn tham gia cuộc thi này để góp một phần nhỏ nhỏ đẩy lùi bạo lực học đường. Em tham gia các hoạt động của đoàn cũng như đội an ninh, câu lạc bộ tư vấn tâm lý nên em biết được rất nhiều tình huống và có thể dẫn đến bạo lực học đường. Em đã rất trăn trở vì điều này. Tại trường Trung học Phổ thông Nghi Xuân của chúng em đã có rất nhiều giải pháp rất hiệu quả. Từ thực tế đó, em muốn chia sẻ một số giải pháp để ngăn ngừa bạo lực học đường đã xảy ra. Trong bài thi của mình thì Hà Vi đã có những cách thể hiện ra sao để giành được giải nhất tại cuộc thi? Theo em, điều đặc biệt trong bài thi của mình là em đã rất nghiêm túc tìm hiểu, nghiên cứu cả căn cứ pháp lý luật phòng chống bạo lực học đường để từ đó đưa ra những giải pháp hợp lý. Bài của em được chia làm 3 phần. Phần đầu thì em nói về thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường với tiêu đề bạo lực học đường nỗi đau thầm lặng. Đặc biệt em chú trọng như ở phần 2 là đưa ra nhóm giải pháp cụ thể như với nhà trường, với lớp, với gia đình, với địa phương. Cuối cùng là những kết quả cụ thể đã đạt được ở trường, ở địa phương chúng em. Em nghĩ là nó tạo nên tính thuyết phục cho bài thi. Bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em, một vấn đề tưởng lớn nhưng thực chất lại rất sát thực với đời sống tại các trường học. Góc nhìn của em trong sáng kiến này thể hiện ở các vấn đề gì? May mắn của em là được học và sống trong môi trường rất lành mạnh, có rất nhiều sự yêu thương. Nhưng mà bên cạnh đó thì có rất nhiều người và bạn bè bị cô lập, bị bạo lực học đường, đặc biệt là bạn của em cũng bị. Nên là mong muốn của em là muốn Bộ Giáo dục quan tâm nhiều hơn về vấn nạn này và tổ chức nhiều cuộc thi nữa để mọi người trong xã hội được bình đẳng. Được biết Hà Vi là một thành viên của tổ tư vấn tâm lý của trường Trung học Phổ thông Nghi Xuân. Thường thì quá trình đồng hành với các bạn, em thấy lứa tuổi các em thường quan tâm đến vấn đề gì nhiều nhất để mong muốn được tư vấn giải đáp? Em và tổ tư vấn tâm lý đều cùng chung một nhiệt huyết là giúp các bạn bị bạo lực học đường và những vấn đề nan khác. Các bạn sẽ chia sẻ từ phía gia đình và bạn bè ở trong nhà và nói với tổ tư vấn bọn em để tụi em tư vấn chia sẻ cùng các bạn và giải đáp các suy nghĩ của các bạn để các bạn phấn chấn lên và không rụt rè để mạnh mẽ vượt qua. Có thể thấy rằng ở độ tuổi học sinh, đặc biệt là học sinh cấp 3 như em, thì có rất nhiều điều muốn chia sẻ, nhất là liên quan tới bạo lực học đường. Tuy nhiên, để có thể cởi mở, dám nói, dám phản ánh thì không phải bạn nào cũng làm được. Hà Vi nghĩ sao về vấn đề này? Lứa tuổi chúng em thì thường gặp những khó khăn trong bạn bè, gia đình và khó khăn trong chính bản thân của mình. Nhiều bạn có hoàn cảnh gia đình đều đi xuất khẩu lao động kiếm tiền ở nhà một mình nên rất dễ rơi vào cạm bẫy dụ dỗ, thậm chí là phạm pháp. Ở trường em thấy các thầy cô và các bạn trong câu lạc bộ tư vấn tâm lý rất nhiệt tình, các thầy cô cũng luôn luôn theo sát và quan tâm chúng em thường xuyên, và em hy vọng là có thể thêm nhiều chương trình tư vấn để tư vấn được cho các bạn nhiều hơn, thấu hiểu các bạn nhiều hơn để giúp các bạn vượt qua không e thẹn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn em Nguyễn Hà Vi đã tham gia cùng với chương trình Tạp chí Giáo dục ngày hôm nay.